tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu Công nghiệp Deep Sea Bruno Johan Jasper cho biết Deep Sea đã và đang nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là dự án điện mặt trời mái nhà để đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Tuy nhiên, Deep Sea còn gặp một số vướng mắc cần sự hướng dẫn hỗ trợ. Trước kiến nghị của Deep Sea, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Bộ Công Thương đang được giao xây dựng dự thảo luật điện lực sửa đổi và dự thảo nghị định quy định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Các trường hợp không thuộc phạm vi của quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện và miễn trừ đánh giá phù hợp với quy hoạch gồm: nhà máy điện sản xuất tại chỗ để tự cung cấp cho các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, dự án điện sản xuất tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia hoặc đấu nối lưới điện ở cấp hạ áp hiện dự thảo luật điện lực sửa đổi đang được chính phủ quốc hội xem xét phê duyệt còn trong dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có quy định tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ để tự sử dụng không đấu nối với hệ thống điện quốc gia được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ không phải thực hiện điều chỉnh bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật hiện dự thảo nghị định này cũng đang được trình chính phủ xem xét phê duyệt như vậy với các quy định nêu tại dự thảo luật điện lực sửa đổi và dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà các hệ thống điện mặt trời mái nhà không đấu nối vào hệ thống điện quốc gia được phát triển không giới hạn công suất không thuộc phạm vi của quy hoạch phát triển điện lực phương án phát triển mạng lưới cấp điện và miễn trừ đánh giá phù hợp với quy hoạch